test lại con đầu CD đề đông. Con này đẹp keo luôn. Bãi gì cho bác khách ở Sơn Tây, Hà Nội. Nhận bài. Mặt đọc khỏi nghĩ luôn. Từ CD thì lúc nào tiếng nó rất tròn trĩnh. Còn nghe nhạc mạng thì anh em nên có đầu giải mã hoặc là phải tuyển chọn những bài hát chuẩn chỉnh. Là muốn lá tình trời.